Thật không dễ để chơi 4 trận chính thức trong 10 ngày. Sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần đã cản trở trận đấu hôm qua. Chúng ta phải khiêm tốn và chấp nhận thất bại và hiểu rằng đối thủ cũng làm việc nghiêm túc và cũng chơi để giành chiến thắng. Trên trang Facebook cá nhân, tiền đạo Pedro Paulo chia sẻ như thế sau khi Vietten FC thất bại trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở sân chơi V-League sau khi toàn thắng trở về từ vòng bảng AFC Cup. Đó chính là vấn đề của đội bóng quân đội thời gian qua. 10 ngày phải thi đấu 4 trận, không có quá nhiều sự thay đổi, xáo trộn trong đội hình. Và thực ra, muốn thay đổi cũng khó khi Vietten FC mất nhiều trụ cột vì chấn thương như hai tuyển thủ quốc gia Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến cùng tiền đạo ngoại binh Kai Kỳ. Xoay vòng thì lại càng khó. Những cái tên ban huấn luyện Vietten FC lựa chọn đang là tốt nhất ở thời điểm hiện tại, dù biết những nhân tố quan trọng của đội bóng bị bào mòn khá nhiều về thể lực. Tại vì như các bạn biết đó, trong vòng 11 ngày đội Vietten phải thi đấu 4 trận đấu. Và điều đó thì cái thể lực của các cầu thủ họ bị bào mòn rất nhiều. Và tôi nghĩ tôi kết hợp cái đấu pháp chúng tôi là cố gắng làm cho họ chơi chậm và để tìm cách kéo họ lên để phản công. Các cầu thủ tôi khi mà đấu giải AFC Cup về thì các cầu thủ có cái thời gian hồi phục nghỉ quá ít. Và các bạn đá ở trong đấy, cái thời tiết nó mát hơn cái thời tiết ở ngoài này. Thời tiết ngoài này rất là oi. Đấy, các bạn không có cái thời gian hồi phục. Trong bối cảnh đó, công tác phục hồi của đội bóng lại càng thêm khó khăn khi chuyên gia Kim Quang-jae đang mắc Covid-19. Rất may là ở lượt đấu tiếp theo, Vietten FC sẽ được nghỉ thi đấu. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sẽ có rất nhiều việc phải làm. Giờ chỉ còn mỗi vị trí Thanh Bình ở vị trí trung vệ thôi. Chúng tôi cũng phải đắp các cầu thủ khác ở trái vị trí về để chơi. Cái này thì chúng tôi trong cái quãng thời gian sắp tới, tôi cũng được nghỉ một lượt này thì chúng tôi sẽ phải chuẩn bị lại để chuẩn bị cho những cái lượt đấu tiếp theo. Thua một trận đấu không phải là thảm họa. Mùa giải còn dài và cơ hội vẫn luôn ở phía trước với đội bóng quân đội.